Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24h TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng đến với những tin chính có trong ngày mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Nga tăng tốc phát triển hệ thống tên lửa siêu thanh Shikon để mang đến Ukraine Một nguồn tin quân sự nói với TASS rằng hệ thống tên lửa bờ biển Shikon dự kiến sẽ được trang bị cho Hải quân Nga vào cuối năm 2022. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết hệ thống mới sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Điều này sẽ cung cấp cho nó khả năng tương tự như người tiền nhiệm Parson. Anatoly Svinsov, phó tổng giám đốc NPO Machine Nostronia, nói với kênh truyền hình quân sự Jeveda rằng nhà máy của ông đã được lệnh tăng cường cải tiến phiên bản trên biển của tên lửa Shikun. Phát biểu về sự phát triển của hệ thống tên lửa được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Nga đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Ukraine. Tuần này, Nga được cho là đã đưa tên lửa hành trình Kalib lên hai tàu ngầm Vashavianka ở Biển Đen, chỉ vài ngày sau khi có thông tin cho rằng Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào hạm đội Nga để giải phóng số ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về khả năng của tên lửa siêu thanh Nga. Chúng nhanh hơn tên lửa thông thường, khó bị các hệ thống phòng thủ đánh chặn hơn. Trong hai năm rưỡi qua, Nga cho biết họ đã phóng thử tên lửa Shikon nhiều lần từ tàu đô đốc Koskov của hạm đội phương Bắc. Moscow lưu ý tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới hơn 1.000 km. Không giống như tên lửa siêu thanh thuần túy dựa trên các máy bay chiến đấu, Shikon được cho là sự kết hợp giữa tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia cảnh báo nó có thể áp đảo hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ. Tháng trước, Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samat có khả năng mang hạt nhân, còn gọi là Satang 2, Ông Putin cho rằng thứ vũ khí này chắc chắn sẽ khiến các đối thủ phải suy nghĩ lại. Các kênh truyền hình do Điện Kremlin hậu thuẫn liên tục đưa ra lời đe dọa về những cuộc tấn công tên lửa vào các nước phương Tây đang hỗ trợ cho Kiev. Nga tuyên bố tiêu diệt lữ đoàn tấn công lớn của Ukraine xóa sổ một trung tâm tình báo điện tử. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Năm ngày 26 tháng 5 rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công một nhà ga miền đông ở Postrov, Tại thời điểm này, một lữ đoàn tấn công được điều đến để tăng cường cho quân đội Ukraine trong khu vực đang dỡ vũ khí ở đó. Vì thế, các máy bay chiến đấu Nga đã tiêu diệt lữ đoàn này. Phát ngôn viên Konashenkov cũng tuyên bố rằng, cùng ngày các lực lượng Nga đã phá hủy trung tâm tình báo điện tử của Ukraine ở Dny Ngoài ra, theo ông Konashenkov, không quân Nga cũng tiêu diệt 28 quân nhân tấn công các điểm tập trung vũ khí và hai kho đạn của Ukraine trong 24 giờ qua. Trong khi đó, ông Rodian Mirosnik, một nhà đại diện của vùng Lugan, ly khai thân Nga cho biết, có khoảng 8.000 binh sĩ Ukraine đang bị giam cầm ở các vùng Donetsk và Lugan, tuy nhiên tuyên bố này không thể được xác minh một cách độc lập. Điện Kremlin cho biết hôm thứ Năm ngày 26 tháng 5 rằng họ hy vọng Ukraine sẽ chấp nhận các yêu cầu của Moscow và có sự hiểu biết thực chất về tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong một bản cập nhật tình báo, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết, lực lượng dù của Nga VDV đã có một số thất bại chiến thuật gây bất ngờ kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Báo cáo của tình báo Anh cho biết, VDV đã được sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến bên cạnh lực lượng bộ binh bọc thép hạng nặng và đã chịu thương vong nặng nề trong chiến dịch. Hiệu suất hỗn hợp của VDV kém dẫn đến sự thất bại của Nga trong việc đảm bảo ưu thế trên không trên chiến trường Ukraine. Cho đến nay, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận 8.628 thường dân thương vong ở Ukraine vì xung đột với Nga. Con số đó bao gồm 3.974 người tử vong và 4.654 người bị thương. Tuy nhiên, OHCHR cho biết rằng họ tin con số thực tế cao hơn đáng kể. Phương Tây bất đồng giữa lúc Ukraine thất thế ở Donbass Các quan chức và tướng lĩnh Ukraine đã thừa nhận Nga đang chiếm thế thượng phong tại chiến trường Donbass giữa lúc lực lượng của Kiev phải rút khỏi một số vị trí ở hai tỉnh Donetsk và Lugan. Tướng Oleksiy Gromov thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết ngày 26 tháng 5, Nga đang có lợi thế nhưng chúng ta cũng đang làm mọi thứ có thể. Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã chiếm được một huyện gần Bắc Mút, thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk. Bắc Mút nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến và tuyến đường này đang có nguy cơ bị cắt đứt bởi những bước tiến xa hơn của quân Nga. Trong khi đó, một cố vấn tổng thống Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đã chiếm thành phố Liman, một trong những thành trì phòng thủ của Ukraine ở phía bắc tỉnh Donetsk. Giao tranh tại Liman đã diễn ra cả tháng qua và việc kiểm soát nơi này sẽ tạo điều kiện cho Nga cô lập thành phố Severodonetsk ở tỉnh Luhansk, theo báo The Guardian. Binh sĩ Nga đã tấn công từ ba phía nhằm bao vây lực lượng Ukraine ở Severodonetsk và thành phố Lysychansk lân cận. Nếu Ukraine để mất hai nơi này, Nga coi như đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugan. Theo Thống đốc Lugansk, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 5% diện tích tỉnh này, cách đây một tuần là 10%. Giữa lúc các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã âm thầm tranh luận về giải pháp khả dĩ để chấm dứt xung đột. Trong khi giới lãnh đạo Ukraine quyết tâm đẩy lùi quân Nga về lại vị trí trước ngày 24 tháng 2, các nhà lãnh đạo phương Tây đang chia rẽ về việc trang bị vũ khí cho Ukraine, cấm vận dầu mỏ Nga cũng như việc Kiev có cần phải chấp nhận mất lãnh thổ. Bất đồng đã trở thành tâm điểm chú ý tại diễn đàn kinh tế Davos tuần này, khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói Ukraine có thể phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ để đi đến một thỏa thuận với Nga. Gần như ngay lập tức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng chỉ trích ông Kissinger, cho rằng ông đang sống vào năm 1938. Đó là năm Hiệp ước Munich được ký kết, cho phép Đức Quốc xã sáp nhập một phần lãnh thổ tiệp khắc. Mâu thuẫn trước mắt giữa các nước phương Tây tập trung vào vấn đề viện trợ vũ khí, theo Guardian, Đức đã cho thấy họ không sẵn sàng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua các nước láng giềng, chủ yếu là Ba Lan và Cộng hòa Séc. Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss cảnh báo phương Tây không nên thoái lui và nhượng bộ, tái khẳng định tính cấp thiết của việc viện trợ vũ khí cho Kiev. Ba Lan cũng lên tiếng chỉ trích sự trì hoãn của Berlin. Trong khi đó, CNN dẫn các nguồn tin cho hay Mỹ đang lên kế hoạch cung cấp các hệ thống rocket tầm xa MLRS mà Ukraine muốn có, dự kiến thông qua sớm nhất vào tuần tới. MLRS có thể bắn được loạt rocket xa đến hàng trăm km, xa hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống nào mà Ukraine hiện có và Kiev cho rằng đây có thể là yếu tố làm thay đổi thế trận. Cùng lúc, ý đề xuất một kế hoạch 4 điểm mà theo đó giai đoạn đầu tiên sẽ là ngừng bắn có giám sát và phi quân sự hóa ở tiền tuyến. Giai đoạn thứ hai là đàm phán thỏa thuận song phương giữa Ukraine và Nga về các vấn đề biên giới, bao gồm việc trao quyền tự trị cho các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga và phe ly khai kiểm soát. Và giai đoạn cuối cùng là đàm phán về quan hệ EU-NATO với Nga. Dù vậy, cả Nga và Ukraine đều không mặn mà với những đề xuất này. Ukraine triển khai hỏa lực cực mạnh bắn hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu Nga. Bộ Chỉ huy hoạt động phía Tây OC West, một đơn vị thuộc lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bởi các thành viên của đơn vị King Daniel, đặt theo tên vua Daniel của Lữ đoàn cơ giới 24. Đơn vị King Daniel đã tiêu diệt thành công các mục tiêu của họ ở khu vực Lugan, cực đông Ukraine, theo OC West. Quân đội Ukraine cũng cho biết các thành viên của đơn vị mang tên King Daniel thuộc Lữ đoàn Cơ giới 24 đã tiêu diệt kẻ thù tại khu vực Lugan. Nga gần đây tuyên bố sẽ sớm kiểm soát toàn bộ khu vực Lugan ở Donbass, trong khi các quan chức Ukraine tuyên bố hiện họ chỉ còn kiểm soát 10% lãnh thổ của tỉnh này. Cuộc chiến giành giật Donbass giữa Nga và Ukraine hiện đang tập trung vào Severodonetsk, một trong những thành phố lớn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine ở Lugan. Quân đội Nga được cho là đang cố gắng giành chiến thắng ở Severodonetsk bằng cách dùng hỏa lực để áp đảo Ukraine. Severodonetsk được cho là đang bị các lực lượng Nga bao vây ba mặt. Mỗi ngày, người Nga đều phải cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine, liên tục có pháo kích, và không may là quân đội Nga đã chọn chiến thuật thiêu dụi tại thành phố Severodonetsk. Đơn giản là họ đang phá hủy thành phố. Mọi nơi đều bị pháo kích liên tục. Ông Serhi Haidai, thống đốc vùng Lugan do Ukraine tuyên bố. Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga liên tục tấn công bằng đạn cối vào Severodonetsk từ sáng sớm ngày 25 tháng 5. Trong khi đó, tại mặt trận Donetsk, Nga đã kiểm soát thêm thị trấn Svitlodarsk. Ông Pablo Kirilenko, thống đốc tỉnh Donetsk cho biết lực lượng Nga tiến vào Svitlodak và treo cờ Nga trên tòa hành chính thị trấn, trong khi lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi đây. Theo ông Kirilenko, thị trấn Svitlodak thất thủ sau nhiều ngày bị lực lượng Nga bao vây ba mặt, nhưng không bị pháo kích dữ dội nên không ảnh hưởng nhiều tới người dân. Nghi vấn cựu Tổng thống Ukraine vượt biên bất thành khi đối mặt cáo buộc phản quốc Đại RT dẫn truyền thông Ukraine đưa tin, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tìm cách vượt biên giới sang Ba Lan vào ngày 27 tháng 5. Đây là thông tin xuất phát từ cơ quan hải quan Ukraine. Người tiền nhiệm của đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc. Kênh tin tức quốc gia Ukraine UNN và Urenskaya Prada trích dẫn các nguồn tin của Cục Hải quan Nhà nước Ukraine cho biết, ông Poroshenko đã xuất hiện tại giao lộ Rava Ruska phía Tây Lốp bên trên xếp xe SUV Range Rover của mình vào tối ngày 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Những người lính biên phòng đóng quân ở đó được cho là không muốn chịu trách nhiệm về việc quyết định có thể giúp ông ta xuất cảnh hay không. Tuy nhiên không có xác nhận chính thức từ cơ quan biên phòng. Các bức ảnh được đăng trên Telegram cho thấy một người trông giống như là ông Poroshenko đang nói chuyện với một số nhân viên hải quan. Chính trị gia Ukraine Irina Gerachenko viết trên Telegram, đây là một trật tự chính trị trông thật ghê sợ. Lưu ý rằng ông Poroshenko đã bị ngăn cản rời khỏi đất nước, mặc dù ông đã có một giấy thông hành hợp lệ từ quốc hội để tham dự hội nghị nghị viện NATO tại Litva. Về mặt kỹ thuật thì ông Poroshenko vẫn là một thành viên của quốc hội Ukraine. Vào tháng 12 năm 2021, chính phủ hiện tại cáo buộc ông ta tội phản quốc trong kế hoạch bị cáo buộc là mua than từ lực lượng đòi độc lập ở Donbass trong giai đoạn 2014-2015. Ông Poroshenko đến Thổ Nhĩ Kỳ khi các cáo buộc được công bố, nhưng đã quay lại Kiev vào tháng 1 năm nay. Sau đó thì một tòa án đã từ chối yêu cầu của chính phủ về việc tống giam hoặc là quản thúc tại gia đối với cựu lãnh đạo này. Được biết đến với biệt danh là vua Sô-cô-la, nhờ sở hữu tập đoàn kẹo khổng lồ Rosen, ông Poroshenko đã gây dựng được một đế chế kinh doanh đáng nể ở Ukraine vào những năm 1990, bao gồm các nhà máy đóng tàu và một kênh truyền hình. Theo lời ông nói với tờ Washington Post, kênh truyền hình này đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc nổi dậy Maidan vào tháng 2 năm 2014, lật đổ Tổng thống đắc cử Viktor Yanukovych. Trước đó, ông Poroshenko từng đảm nhiệm vị trí ngoại trưởng và bộ trưởng thương mại trong một thời gian ngắn của chính phủ do các chính trị gia miền Tây Ukraine lãnh đạo. Ông thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 5 năm 2014. Với tư cách là Tổng thống, ông đã lãnh đạo hoạt động chống khủng bố nhằm vào lực lượng đòi độc lập ở Donbass vào mùa hè năm 2014 và đầu năm 2015. Cả hai nỗ lực đều kết thúc không thành đối với quân đội Ukraine với việc Kiev không đồng ý ngừng bắn ở Minsk. Bên cạnh những vụ bê bối thì ông Poroshenko đã thất bại khi tái tranh cử năm 2019 trong một cuộc chiến bất ngờ trước đối thủ Zelensky. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Còn bây giờ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.